Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh các chị về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh các chị. Đây là một cái tuổi có thể nói là có nhiều cái sự đặc biệt ở trong cái bộ mệnh của mình. Vốn dĩ nam giám Giáp Thìn thì dễ là người làm đi trong đường quan lộc thì dễ nắm quan nắm quân, còn nữ Giáp Thìn thì là có người có cái sức chỉ đạo ở trong gia đình, là tức là mình có tầm ảnh hưởng lớn đối với con cái, mọi thứ. Tự vì thiên can nắm chữ Giáp Thìn là một cái con vật hướng ngoại bay nhảy khắp nơi, cho nên là người Giáp Thìn đa phần, không phải là nói tất cả nha, đa phần là những người nhảy bén ở cái xã hội và làm ăn, thường là những người làm ăn lớn, có tài lộc rất là to. Bên cạnh có một số người thì không nắm được thời vận và có thể là không được số tốt, cho nên là có cái việc là mình không có được tài lộc lớn. Tuy nhiên là về cái bổn thế ở trong cái người của mình là một người nắm quân nắm quyền, có tiếng nói trong gia đình hoặc là có tiếng nói ở trong cái môi trường xã hội, môi trường mà có gọi là tổ chức rồi này kia, thì đó là một cái điều không thể tránh khỏi. Để vận vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm thì mình sẽ xem xét lại cái tử vi của cả năm, cả nam lẫn nữ, để mà mình vận dụng vào cái 6 tháng cuối năm dựa trên cái những cái kiến thức tử vi mà em tổng hợp được. Thì đầu tiên em đã làm cái phần 6 tháng đầu năm cũng như vận hạn cả năm rồi, chỉ là phần nhắc lại ngắn gọn thôi. Thì các anh các chị là người mệnh hỏa thì rất là dễ biết, đúng không? Đa phần các anh các chị là người thông minh, thích tìm hiểu, cho nên mấy cái việc này rất là đơn giản thôi. Người mạng hỏa mà năm nay là năm thổ, như vậy có thể là sinh xuất chủ về suy hao về sức khỏe, tốn của, rồi sức khỏe kém. Nam mạng thì sao thủy diệu, với đây là một cái phá tinh, mang một chút gì đó là về cái sự chia ly tình cảm, có thể là dễ có tan nếu mà tùy vào những người mà có sinh, đặc biệt những người mà sinh tháng 3, tháng 9 âm lịch thì rất là dễ có tan ở trong cái gia quyến của mình. Sao thủy diệu nó là hành thủy, các anh các chị, các anh là người mệnh hỏa chịu bị sao thủy diệu này nó khắc chế nữa, cho nên là cẩn thận, có khi là người thân thiết trong gia đình luôn. Nữ mạng thì may mắn hơn, với sao chủ là sao Mộc Đức, một cái phúc tinh đem đến may mắn phúc lộc rất là tốt. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, mình lại hành hỏa nữa, cho nên nó tương trợ rất là nhiều. Có thể nói là đối với các chị Giáp Thìn thì năm nay là một năm có vẻ là thắng lợi. Tuy nhiên là về hạn thì nam mạng với hạn thiên tinh rối rắm tranh chấp, cộng với hạn thiên tinh cộng với sao thủy diệu thì rồi bốn mạng mình là bị sinh xuất nữa, như thế này thì đúng là các anh rất dễ gặp chuyện buồn phiền trong tình cảm gia đạo, thậm chí là có chia ly ha. Rồi các chị thì hạn tam kheo, cẩn trọng việc xây sát tay chân thôi, tính ra là các chị tốt hơn. Vận niên thì thử quy điền, tức là chuột về đồng, tức là ok, có ăn đầy đủ, không có phải sợ đói no gì. Thời này thì đối với các anh các chị, một trong những người có thích cái sự sắp xếp tính toán sai thì chắc chắn rằng là sẽ không có bị đói đâu ha. Rồi thiên can thì không may mắn lắm, vì chữ giáp của Giáp Thìn thì khắc gặp chữ đinh, gặp chữ canh, hay là canh khắc giáp là tương xung nhau, chữ canh của năm nó khắc chữ giáp của mình, cho nên là công việc thì tốt nhất là nên là những việc cũ nên làm, rất dễ có những thời điểm công việc lâm vào bế tắc, đặc biệt là tháng 3, tháng 9 của năm này, tháng 3, tháng 4, tháng 9, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì tháng 9 thì coi như là rơi vào cái việc xấu rất là. Rồi địa chi thì Thìn gặp Tý là thân Tý Thìn tam hợp, cho nên có thể nói đây là một năm rất đối với các anh các chị, nhất là các chị rất dễ có thêm dâu thêm cháu,
Đó là những gì mà mình thấy được ở trong cái cái tử vi cả năm của mọi người. Bây giờ thì mình sẽ xét vào cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, những tháng còn lại của năm 2020, năm Canh Tý. Thì tháng 7 âm lịch, hôm nay đã là ngày 9, 10 tháng 7 rồi. Thì tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân, mà tháng Giáp Thân là tháng Thủy. Như vậy xét về trùng mạng thì tháng này là Thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Tháng này lại là tháng cô hồn nữa. Tháng này là âm thịnh dương suy, mà người Giáp Thìn là người dương nữ âm dương nữ dương nam luôn, cho nên là trực dương là người mệnh hỏa nữa, nắm chữ giáp nữa, cho nên là âm thịnh dương suy mình cũng có chút nguy hiểm, có thể là có tai nạn phạm thân, cẩn trọng một tí xíu. Thiên can chữ giáp của Giáp Thìn với chữ giáp của Giáp Thân là đồng hàng, cho nên là một cái về cái việc mà tài lộc công việc thì chắc là cũng không có vấn đề gì lớn. Rồi địa chi thì Thân Thìn thuộc cái nhóm tam hợp Thân Thí Thìn, đây là dấu hiệu không phải riêng cho may mắn ở cái trụ gia đạo đâu, tự nhiên thân cái trụ mà địa chi thì thường nó liên quan đến gia đạo, nhưng mà với tam hợp như thế này thì có thể là còn ảnh hưởng cho cái việc tài lộc, các mối quan hệ. Đây là một cái điều tốt ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tháng Trung Thu đó. Tháng Trung Thu thì năm nay là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu chắc chắn lại là tháng Thủy nữa. Như vậy xét về trùng mạng thì cũng không khác gì tháng 7 với Thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Nhưng mà có lẽ là tháng 8 là tháng nó đỡ rồi, nó không còn là tháng âm thịnh dương suy nữa, cho nên là cũng đỡ đần một tí xíu. Nhưng mà đặc biệt rằng là nên nhớ cái tháng mà nó khắc bổn mạng thì cái tháng đó cái phúc tinh và tài tinh trong bổn mệnh của mình sẽ yếu đi, các chị với cái sao mộc đức nó cũng sẽ yếu xuống. Rồi các anh thì trong tử vi có cái giải thần thì giải thần sẽ yếu xuống, thì ông thủy diệu ông sẽ hoành hành khá là nhiều, nhớ cẩn thận. Thiên can Ất Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cả nạp âm của Ất Giáp, nạp âm ngũ hành của Ất Giáp thì đều là mộc, cho nên là công việc có thể là sẽ tiếp tục là một tháng có nhiều thuận lợi tốt đẹp, không có quá nhiều cái chống phá, đặc biệt là nhiều khi tốt hơn cái tháng 7 vì nó đỡ hơn là cái trong tháng cô hồn ha. Mọi chuyện đối với người Phật giáo thì tháng cô hồn họ không có hoạt động, không có làm việc nhiều. Rồi địa chi Dậu Thìn, đấy là nhóm địa chi lục hợp, Dậu với Thìn là lục hợp. Như vậy thì địa chi của tháng 8 còn tốt hơn cả địa chi của tháng 7 tam hợp luôn, lục hợp mà, cho nên là tình cảm gia đạo có khi là những cái công việc gặp bế tắc thì dễ có quý nhân giúp đỡ các anh các chị, đặc biệt là các chị ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất, thì tháng Bính Tuất chắc chắn là một tháng thổ, tháng thổ thứ ba của năm thổ, năm Canh Tý năm thổ luôn. Như vậy bản mệnh của các anh các chị là hỏa sinh xuất thổ của năm, bây giờ sinh xuất thổ của tháng luôn, cho nên là bổn mạng sức khỏe của mình suy yếu hơn, nhưng không suy, dĩ nhiên là suy yếu thôi chứ không phải là khó khăn giống như là tháng 7 tháng 8 nha. Tháng 7 tháng 8 là bị tháng cắt cái bổn mạng của mình rồi. Hỏa sinh thổ, bổn mạng mình sinh xuất ha, cẩn thận sức khỏe một tí xíu. Thiên can Bính Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của Bính là hỏa mà nạp âm của Giáp Ất là mộc, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, cho nên tháng này chắc là cũng rất dễ suy hao tài lộc, nhưng mà không quá lớn, hoặc là nằm trong suy tính của các anh các chị. Rồi thiên can như vậy thì địa chi thì sẽ còn tồi tệ hơn với Thìn Tuất, đây là nhóm địa chi lục xung, cho nên là cẩn thận gia đạo tình cảm ở trong cái gia đình của mình, đặc biệt là các anh với sao thủy diệu thì rất dễ sanh ra rầy rà rối rắm, có thể là có chia liệt trong tình cảm gia đạo, thậm chí là
Nếu mà các anh mà xin vào luôn tháng 9 hoặc là tháng 3 rất dễ có tăng môn. Các chị thì cẩn thận thị phi tai tiếng với tháng lục xung như thế này ha. Rồi, tháng tiếp theo đó là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì cũng không khác gì tháng 9 với hỏa sinh thổ. Bổn mạng về sinh xuất, bổn mạng sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. Thiên can cũng không khác tháng 9 lắm với bính tháng này tháng Đinh. Đinh giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nhưng mà bính đinh thì thuộc hỏa, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành cũng tiếp tục là sinh xuất. Rất dễ gây hao tốn tài lộc đối với các anh các chị, nhớ cẩn thận ở tháng này. Hoặc là tháng này nó có sinh xuất tí nữa thì nạp âm ngũ hành thôi thì tiền nó suy hao cũng không quá nhiều. Các anh các chị cũng không cần phải quá lo lắng. Địa chi thì tháng này tốt hơn tháng 9 nhiều. Với hợi thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Có một số sách viết rằng là hợi với thìn là tứ tuyệt. Nhưng mà tứ tuyệt này không tính trên địa chi của tháng, tức là cái vận hạn gia đạo tình cảm. Mà tứ tuyệt này là tính trên mối quan hệ vợ chồng thì mới tính được tứ tuyệt. Còn cái việc này thì không phải là tứ tuyệt, nó chỉ là bình hòa thôi. Cho nên là gia đạo tình cảm chắc là sẽ ok, ổn thỏa hơn là tháng 9. Rồi, tiếp đến là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 11 âm lịch chắc chắn là tháng Tý rồi. Và tháng 11 âm lịch thì là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý thì thuộc hỏa. Như vậy thì xét về bổn cái trụ mạng là hỏa đồng hàng với là bổn mạng của người Giáp Thìn. Cho nên bổn mạng sức khỏe tốt, không có cần phải lo lắng gì cả. Thiên can Giáp Mậu, mà chữ Giáp khắc chữ Mậu, thiên can khắc tháng. Công việc cẩn thận gặp rắc rối, tiểu nhân quấy phá. Đây là tháng tuy là có cái mạng là hỏa đồng hành, thiên can địa chi là tam hợp, tự người tuổi thìn gặp tháng tý là thân tý thìn tam hợp, nhưng địa chi thiên can thì là bị giáp khắc mậu, cho nên là cẩn thận tí xíu. Có thể nói là với cái nhiều cái thuận lợi hơn ở trong cái ba cái trụ là mạng, thiên can và địa chi thì rõ ràng là mình có hai cái tương hợp, một chống lại một cái tương khắc, thì hy vọng rằng là nhờ cái địa chi, tức là quý nhân một giúp đỡ mình để mình vượt qua cái sự khó khăn chống phá của tiểu nhân xảy ra trong tháng 11 này ha. Rồi tiếp đến đó là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, đó là tháng Chạp, tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy bổn mạng sẽ cũng giống như tháng 11, với hỏa đồng hành, bổn mạng và sức khỏe tốt, không vấn đề gì cả ha. Ổn. Thiên can Giáp với Kỷ là đây là giáp hợp Kỷ, thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là thiên can rất tốt đẹp, công việc tài lộc rất là dễ hanh thông ở trong cái tháng này. Thôi thì đầu năm tới giờ bị chữ căn nó khắc chữ giáp có nhiều trục trặc, đến tháng cuối cùng mình được ngon lành, mình hốt lại cũng ok đi, ăn Tết nó nhẹ đầu. Nói thì nói thế thôi chứ còn thật sự ra bao trùm ở bên ngoài, chữ căn của Canh Tý vẫn khắc chữ giáp thì công việc tài lộc cũng không quá lớn đâu. Các anh các chị đừng có mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng rằng là gom lại được một ít để mà mình có thể là ăn Tết được nó suôn sẻ nhẹ nhàng. Thìn gặp Sửu về địa chi là thìn tuất Sửu mùi nằm trong cái bộ tứ hành xung, nhưng mà bộ tứ hành xung này là thìn tuất Sửu, thìn với Sửu nó nằm cách con tuất, rồi là nạp âm ngũ hành của Sửu và thìn thì đều là thổ hết, cho nên cái sự xung khắc nó cũng không quá lớn. Chủ yếu là các anh sẽ có chuyện buồn phiền một tí xíu thôi, chứ các chị thì không có vấn đề gì. Như vậy thì em đã tổng hợp cái kiến thức về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Canh Tý, quanh tuổi Giáp Thìn của các anh các chị. Bên cạnh những cái điều khó khăn mà cái chữ canh của cả năm các cái chữ giáp ở trong công việc của các anh các chị, thì từng thời điểm có những cái sự tích cực riêng biệt mà các anh các chị nên tận dụng, đặc biệt là cái tháng cuối cùng của năm, tháng Chạp, tháng 12. Hy vọng là những kiến thức em vừa tổng hợp sẽ là một cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết mà ứng dụng vào những cái thời điểm nào trong cuộc sống.
trong cái những tháng còn lại của năm Canh Tý năm 2020 để có được một cái năm Canh Tý không thất bại thảm hại, có được những cái thành công nhỏ ở giai đoạn cuối này. Các anh các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Giáp Thìn khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị cùng mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.